Sự thật về khử thâm môi nhất là không đau. Mọi người nghe review của khách hàng ở bên em nha. Mùi có đau không? Không đau, không đau. Bình thường. Em ngủ mấy giấc có thấy đau gì không? Dạ không. Không có đau, rất là nhẹ nhàng. Không. Không hay ghê á, sao xăm mà không sưng, ở đâu khử thâm mà không sưng. Điều thứ hai là khử thâm không làm cho môi bị già đâu nha mọi người. Chỉ cần chỉnh cái màu môi thâm nè làm cho lòng môi nó ửng hồng, còn cái viền môi nó mất đi cái viền thâm chứ không hề đậm, nó trong trẻo như là màu môi em bé vậy thôi. Điều thứ ba là an toàn. Mực phun xăm chất lượng, không sử dụng mực chứa nhiều kim loại nặng, hoàn toàn sử dụng mực hữu cơ. Thớ tơ là có ảnh hưởng đến sinh hoạt hay không? Nhiều nơi cam kết là không sưng, nhưng tại V3 tụi em luôn thông báo với khách hàng là sẽ sưng nhẹ trong ngày đầu tiên để khách có sẵn tâm lý nè, vì tùy cơ địa từng người. Thứ năm là hoàn toàn không có khái niệm thấy môi sinh học. Muốn khử thâm hay là phun môi thì phải đưa mực vào bằng kim nha mọi người, chứ không phải là lăn qua lăn lại cái bút này để mà nói là cái môi sinh học gì cả. Cái bút này là cái bút điện di ở bên em dùng để tắt ẩm cho môi khách sau khi phun. Đây là môi sau khi phun mà bong khoảng 2 ngày nha mọi người.